Xin chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh YouTube Trại Bò Giống Tiền Giang của em nha. Trước khi vào video thì xin cô chú anh chị hãy nhấn vào cái chữ đăng ký kênh phía dưới để khi nào em có lên clip thì cô chú anh chị tiện theo dõi nha. Và đừng quên nhấn vào cái biểu tượng cái chuông cô chú anh chị. Đó là khi nào em có đăng clip cái là nhà mạng nó sẽ thông báo đến cho cô chú anh chị để tiện theo dõi nha. Để không bỏ lỡ cái clip nào của em hết nha cô chú anh chị. Đó thì hôm nay em sẽ giới thiệu với cô chú anh chị lô bò đực nha. Đó thì cô chú anh chị cứ theo dõi em quay tới đâu là em sẽ báo tới đó nha cô chú anh chị. Đó thì đây trước mặt chúng ta là hai ba con lợn, ba con 3B F2 nha cô chú anh chị. 3B F2 đít muối nè. Đó. Coi đít lông thằng trưởng không? Khủng luôn ngọn lưng nè. Đừng nó bàn cãi luôn á cái lưng nè, cái dây trên ông nội mẹ ơi. Dữ dằn bò luôn á. Đó. Đây, đây tới anh này. Nè, nó. Thấy không? F2. Quá trời cái đít rồi. Nè. Đó. Chưa, hồi tối thì em quay nó hơi ấy. Không có sáng rồi mà tối nó không thấy rõ đây nè. Đó. Thấy nóng lạnh cái đít không? Nó xương sóc thì to đùng nha cô chú anh chị. Đó. Xương sóc to đùng. Đó, nè, chân cẳng to đùng. Đít ăn nội mẹ cho. Rồi. Đây con này cũng vậy nha cô chú anh chị. Đó. Lưng dai thì thôi khỏi bàn luôn. Đó. Thì cặp này em bán chỉ có giá là 46 triệu thôi nha. Đó, cô chú anh chị nào ưng thì điện thoại trực tiếp với em, 46 triệu cặp 3B F2 lưng tảng tảng hàng luôn. Đó, đít thì thôi khỏi bàn. Đây, con F2 này nữa. Đó. Đây. Con F2 này thì nói chung là nó hơi nhỏ bò hơn hai cái con đầu trên nha cô chú anh chị. Đó. Đó thì cô chú anh chị nào thiện ý thì cái con này em để cho cái giá là đẹp luôn. Thì nói chung là con này nó hơi nhỏ bò hơn hai con kia nhưng mà nó cũng chọn 3B F2 đít muối, nó 22 triệu thôi. Đó. Đó, bán giá mềm mềm dễ ra dễ bán cô chú anh chị ơi, mua bán bao lẹ. Rồi đây cái thứ là 2 3 3 3. Đó liên tiếp là 8 con 3B nha cô chú anh chị. Đó 8 con 3B đây một giá nha, 8 con 3B này là một giá nè, đít nè, đi ra cây. Đó. Đó. Bò lớn bò này 6 tháng, hơn 6 tháng nha cô chú anh chị. Đó, cao mét mốt bò, đít khù khỏi bàn, lưng dai nè. Nó bóng lưỡng con bò luôn, thấy nóng lạnh không? Đó. Đó, mét mốt bò. 6 tháng hơn 6 tháng bò hết. Đó. Đít thì khô khỏi bàn. Lưng dai thôi. Y như con heo CP luôn. Đó, đây. Đó. Thì hai ba con kia đi rồi, rồi còn 8 con này một giá nha cô chú anh chị. Đó. Đó, đít muối nè. Lớn bò kia không? 6 tháng bò, cứng cứng 6 tháng. Dài dọc bò, quay xa xa cho cô chú anh chị xem. Đó. Xương sóc là to đùng nha, khỏi bàn nhiều xương nha. Đít nè. Hết biết không?
dày dày sọc con bò luôn nha cô chú anh chị. Đó, con bò dày sọc luôn. Đó thì 8 cái con 3B kế đây, 8 con 3B đây kế đây là chỉ có giá là 22 triệu 500 nha cô chú anh chị. Giá quá mềm cô chú anh chị ơi. Đó. Tranh thủ bắt đi nha cô chú anh chị ơi. Nó hết giãn cách rồi thì bò nó đang mái mái lên đó nha. Đó, bắt trễ trễ thì mới mốt bò nó mắc lại nha. Đó. Đó. 8 con từ đây xuống dưới 8 con đó là 22 triệu 500 một con. Con này 22 thôi. Đó. 3B F2 lít muối. Đó. Rồi, hai con này 46 nha. Cái đít ông nội mẹ ơi. Hết biết. Rồi. Ba con đực kem phát kem bên đây nha. Nó bắt hết ba con này á, thì em báo giá là chỉ có 20 triệu một con thôi nha. Đó. 20 triệu một con thôi cô chú anh chị. Đó. Bò này cũng 6 tháng bò hết rồi nha. Đó. Bò quá to quá đẹp luôn. Rồi. Đây là hai con cá chữa nè. Đó, thì cô chú anh chị nào ưng cá chữa thì điện thoại trực tiếp với em nha. Con anh Good nè. Đó, chữa 3 tháng, còn cái con pháp kem đó kia chữa được gần 4 tháng, cao 1m3 bò, con này cao 1m35 nha cô chú anh chị. Rồi, em ở ấp Phú Khương C, xã Phú Ký, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha. Đó thì cô chú anh chị nào ở gần thì cứ tới coi trực tiếp nha. Đó. Rồi, xin chào cô chú anh chị.